thưa quý vị và các bạn trước những ý kiến cho rằng là bộ sách giáo khoa và chương trình dạy học cho các em học sinh ở bậc tiểu học hiện nay có nhiều nội dung vẫn chưa phù hợp và lãng phí, mới đây bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã chính thức lên tiếng phản hồi. Theo đó nội dung sách giáo khoa thể hiện đúng và đầy đủ nội dung của các chương trình môn học hoặc hoạt động giáo dục, các bài học trong sách giáo khoa thể hiện đúng đủ rõ mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt về phẩm chất năng lực của học sinh và yêu cầu về đánh giá kết quả giáo dục được quy định trong chương trình môn học hoạt động giáo dục làm cơ sở cho việc đánh giá chính xác kết quả giáo dục sách giáo khoa được biên soạn để sử dụng lâu dài nhiều lần hạn chế học sinh viết vẽ hay làm bài tập trực tiếp trong sách giáo khoa